Bảo Lộc và Hồng Loan xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã chọn channel Loan Lộc để theo dõi những tin tức vlog cũng như giải trí. Ngày hôm nay là buổi sáng của ngày thứ năm, ngày 28 tháng 7 năm 2022. Loan Lộc kính chúc tất cả quý vị luôn luôn thật nhiều sức khỏe và bạn sự an lành. Một cậu bé Việt Nam với khối u trên mặt được nhận nuôi tại Mỹ, được đoàn tụ với cha mẹ ruột ở tuổi 18. Hai cô gái da đen bị buộc tội vì thù hận sau khi bị cáo buộc đánh một người phụ nữ trên xe bus và đưa ra tuyên bố chống lại người da trắng Bí ẩn vụ trộm 100 triệu đô la trang sức từ xe tải bọc thép Thành phố New York đề nghị WHO đổi tên bệnh đậu mùa khỉ Hãng dược phẩm Teva dự định chi hơn 4 tỷ đô la để chấm dứt các vụ kiện tại Mỹ Quân đội Mỹ đề phòng mọi tình huống nếu bà Pelosi đến Đài Loan Tin từ Tòa Bạch Ốc, cuộc điện đàm giữa ông Biden và ông Tập Cận Bình sẽ bao gồm vấn đề Đài Loan và Ukraine 10 thành phố đáng sống nhất thế giới năm 2022 Ba cảng ở hắc hải Ukraine khôi phục lại hoạt động Pháp có thể cung cấp khí đốt cho Đức trong mùa đông nếu cần Tin từ London, Anh Quốc trong trong cần sa trong tiệm neo của vợ Đóng giả Sugar Daddy để lừa nhiều cô gái ở Singapore Tin Việt Nam Sài Gòn muốn khách nhập cảnh phải khai báo y tế Thưa quý vị, tin đầu tiên sáng ngày hôm nay một cậu bé Việt Nam với khối u trên mặt được nhận nuôi tại Mỹ, được đoàn tụ với cha mẹ ruột ở tuổi 18. Người mẹ nhận nuôi trẻ nói rằng nhiều người trong số chúng ta được ban cho nhiều hơn những gì mình cần, nên bổn phận chúng ta là trao tặng lại cho nhiều người khác. Một cậu bé người Việt Nam khi được sinh ra đã có một khối u lớn trên khuôn mặt. Cậu bé được nhận nuôi và lớn lên ở tiểu bang California, nay ở độ tuổi 18, vừa mới đoàn tụ với cha mẹ ruột của mình. Sam Adore được sinh ra ở Phú Riềng, Bình Phước của Việt Nam với khối u máu, thể hang làm tính che phủ phân nửa khuôn mặt cậu bé được đưa đến một bệnh viện ở sài gòn và vào trại mồ côi Gò vấp nơi ông john và bà hope etory từ hoa kỳ tìm thấy cậu Cậu bé bị suy dinh dưỡng, một mắt bị khiếm thị, bị bệnh ghẻ lở và bệnh nhiễm trùng về da khác. Ông Charles, 59 tuổi và bà Hope, 51 tuổi đã đưa xem về nhà. Họ đã cho cậu tình yêu thương và đã giúp cậu trong suốt hành trình điều trị để phục hồi. Hôm nay, Sam Edry đã là một thanh niên đang sống cùng cha mẹ và năm anh chị em khác tại Ramona của tiểu bang California. Sam đã chia sẻ, cha mẹ luôn kể về việc nhận nuôi, vì thế tôi biết rằng họ đã đến từ một nơi rất xa xôi được gọi là Việt Nam để nhận tôi làm con. Họ cũng luôn kể cho tôi nghe về cha mẹ ruột người Việt Nam đã yêu thương tôi rất rất nhiều và họ đã thật sự làm được một điều kỳ diệu và vô tư khi nuôi tôi không lớn. Vào năm 2021, khi bác sĩ đã chẩn đoán bà Hoff ung thư giai đoạn 4 và sau quá trình điều trị khó khăn kéo dài từ 6 năm trước, bà đã thông báo rằng bà chỉ còn một năm để sống. Bà cảm thấy rằng đã đến lúc khích lệ cho Sam kết nối với cha mẹ ruột của mình. Bà chia sẻ với một bài báo rằng Sam là một em bé sinh thiếu tháng, có người em song sinh mà cha mẹ đã giữ lại để nuôi dưỡng, nhưng người này cũng đã mất sau đó. Cha mẹ của Sam không muốn từ bỏ con, nhưng họ buộc phải làm như vậy bởi vì Sam quá ốm yếu, thậm chí họ đã quay trở lại trại mồ côi để thăm con nhiều lần, bà Hope đã chia sẻ và hồi còn bé thì xem không hề biết là mình không hề giống với những người xung quanh trong gia đình. Anh nhớ lại trong khi đang học ở trường tiểu học, đôi khi anh để ý thấy đôi mắt mình khác biệt với các bạn đồng trang lứa và dần dần câu chuyện về gốc gác bắt đầu có ý nghĩa đối với anh. Nhân dịp xem tốt nghiệp trung học, ông John và bà Hope đã tặng anh món quà là một chuyến đi về Việt Nam. Tuy nhiên trước khi trở về Việt Nam, bà Hope cũng đã liên lạc với những người bạn cũ và giúp cho Sam kiếm lại được gia đình của mình bằng cách đưa câu chuyện lên mạng xã hội. Và Sam cho biết những lời chia sẻ đã lan truyền nhanh chóng và rộng rãi qua một đêm và chưa đầy 24 tiếng đồng hồ sau, chúng tôi đã nghe những tin tức từ một người nói rằng họ biết cha mẹ ruột của tôi. Chỉ trong vòng 48 tiếng, tôi đã trò chuyện với cả cha mẹ ruột và bà của mình. Sam đã hồi tưởng lại và đó thật là phút giây thật sự xúc động với mọi người. Bà Hope chia sẻ, Tôi biết có lẽ là họ sẽ rất hạnh phúc khi gặp lại con và biết con mình đang sống rất tốt. Khi sức khỏe của mình bắt đầu tụt dốc, tôi muốn bảo đảm rằng con tôi sẽ tìm thấy họ và chứng kiến cuộc đoàn tụ này. Thành thật mà nói, giây phút đó thật háo hức. Bà kể lại lần đầu tiên khi đến Việt Nam để mà sinh đứa trẻ làm con nuôi, khi mà cơ quan này gửi cho bà một tấm hình để giới thiệu cháu bé thì bà cảm thấy rất choáng váng vì chưa được chuẩn bị tinh thần để nhìn thấy đứa bé có khối u lớn trên mặt như vậy. Tuy nhiên sau đó chúng tôi sớm đã đồng ý và sẽ nhận nuôi và giúp đỡ cho cháu bé này. Chỉ 2 tuần sau khi đưa bé xem 16 tháng tuổi về Mỹ thì bà Hốt cũng đã sinh cô con gái Úc. Khi đó thì gia đình có một bé 7 tuổi, một bé 5 tuổi, hai bé 16 tháng tuổi và một bé mới sinh tuy phải bận lo cho các con nhưng bà vẫn ráng cố gắng để mà chăm sóc cho xem sau khi xem được lên cân và được trị khỏi tình trạng nhiễm trùng xem vừa mới biết đi thì đã trải qua cuộc phẫu thuật khối u bà nói là vì khối u quá lớn cho nên chúng tôi phải chia thành từng giai đoạn phẫu thuật sau lần đầu tiên kế tiếp họ đã phẫu thuật mắt trong niềm hy vọng mọi việc sẽ không quá trễ và giúp cho xem lấy lại thị lực tạ ơn Chúa họ đã thành công. Và trong nhiều năm sau, Sam đã năm lần phẫu thuật mặt, hai lần phẫu thuật mắt và nhiều lần được làm thủ thuật tái tạo bề mặt bằng tia laser, vật lý trị liệu, phục hồi chức năng, âm ngữ trị liệu và liệu pháp hành vi để chữa chứng chậm phát triển của Sam. Sam đã chia sẻ, cha mẹ tôi đã vô cùng tận tâm khi nhận nuôi tôi và họ kiên định hoàn thành việc này. Nói chung, cha mẹ, anh chị em và ông bà là gia đình tốt nhất mà tôi từng ước nguyện. Tôi thật lòng cảm thấy biết ơn vì hiện tại tôi không chỉ có một gia đình mà có đến hai gia đình đều yêu thương và chăm sóc tôi. Hai cô gái da đen bị buộc tội vì thù hận sau khi bị cáo buộc đánh một người phụ nữ trên xe bus và đưa ra tuyên bố chống lại người da trắng. Hai cô gái bị buộc tội thù hận sau khi Sở Cảnh sát thành phố New York cho biết họ đã hành hung một người phụ nữ da trắng và đưa ra những tuyên bố chống lại người da trắng, theo một bản tin vào ngày thứ Ba. Vụ việc xảy ra vào khoảng 6 giờ 50 phút chiều của ngày 9 tháng 7 trên một chiếc xe buýt MTA hướng Nam ở Queens khi mà ba cô gái và nạn nhân, một phụ nữ da trắng 57 tuổi, đã xảy ra tranh chấp bằng lời nói. Một phát ngôn viên của cảnh sát New York cho biết, một trong số các cô đã hét lên, tôi ghét người da trắng, tôi ghét cách họ nói chuyện. Người phụ nữ bị đánh vào đầu với một vật không xác định, bản thông cáo cho biết đã gây ra vết rách và chảy máu. Ba cô gái bỏ chạy và người phụ nữ được đưa đến một bệnh viện địa phương. Cảnh sát New York đã công bố một bức ảnh của ba thanh thiếu niên bị truy nã liên quan đến vụ việc và hai trong số họ 15 tuổi và 16 tuổi đã bị bắt và bị buộc tội vì tội thù hận. Cảnh sát vẫn đang tìm kiếm cô gái thứ ba Văn phòng biện lý quận Queens cuối cùng sẽ quyết định những khoản phí mà các thanh thiếu niên này sẽ phải đối mặt. Bí ẩn vụ trộm 100 triệu đô la trang sức từ xe tải bọc thép. Dù vụ trộm đã xảy ra vào ngày 11 tháng 7 tại trạm nghỉ Fly J gần Los Angeles của Mỹ, nhưng đến nay thông tin mới thực sự lan rộng và gây chú ý. Có lẽ là do giá trị số trang sức bị lấy trộm được ước tính lên tới 100 triệu đô la, theo Los Angeles Times đưa tin gấp 10 lần so với đánh giá trước đó là 10 triệu đô la. Nếu con số 100 triệu đô la là chính xác, vụ này sẽ trở thành vụ trộm trang sức lớn nhất lịch sử. Trước đó, thì vụ trộm thế kỷ ở trung tâm kim cương Antwerp của Bỉ vào năm 2003 cũng ghi nhận giá trị ước tính 100 triệu đô la. Nhìn sơ qua, vụ trộm Brink không hấp dẫn bằng vụ Antwerp, không có máy dò hồng ngoại, không cảm biến địa chấn từ trường, bẻ khóa thần sầu, nhưng sự dễ dàng đến mức không tưởng có thể trở thành như là một phiên bản của một bộ phim mới. Những tài trộm có thể đã theo dõi chiếc xe bọc thép từ khi khởi hành tại triển lãm trang sức và đá quý quốc tế ở San Mateo, California, cho đến khi xe dừng lại ở trạm nghỉ Flying J, cách đó gần 218 miles tại Lebec. Đến đó thì hai bảo vệ đã có vũ trang đã rời khỏi chiếc xe một khoảng thời gian khá dài. Vì vậy, những tay trộm có tới 27 phút để có thể lấy đi những tài sản này. Cách làm cũng rất là dễ dàng là phá hỏng chiếc khóa của xe tải. Trong thông báo ban đầu thì Prince cho biết là giá trị tài sản bị ước tính mất gần 10 triệu đô la. Nhưng theo giám đốc của triển lãm trang sức và đá quý quốc tế tiết lộ rằng 18 nạn nhân của vụ trộm đã kê khai thiệt hại lên đến hơn 100 triệu đô la. Chủ tịch triển lãm cũng đã đồng tình với con số này, nhấn mạnh rằng đây là một trong những vụ trộm thế kỷ với vàng, kim cương, hồng ngọc, ngọc lục bảo và vô số đồng hồ sang trọng. Ông cũng cho biết là có 15 nhà triển lãm và mỗi nhà mang đến số hàng hóa trị giá 5 đến 10 triệu đô la. Vụ trộm này đã mở ra các bí ẩn đến nay vẫn chưa có lời giải đáp thỏa đáng. Thứ nhất là bằng cách nào mà những tên trộm vào được xe tải, dù phá khóa một chiếc xe dễ dàng hơn một cơ sở được an ninh và báo động dày đặc, nhưng cũng không phải dễ dàng, đặc biệt khi đó là xe của một trong những công ty vận chuyển đồ quý giá hàng đầu thế giới. Michael Mileski, điều tra kỳ cựu các vấn đề liên quan đến trộm cướp xe bọc thép và ngân hàng, không mô tả về cơ chế khóa xe nhưng tiết lộ không quá khó để bẻ khóa. Ông Arnold Duke là chủ tịch của triển lãm này không cho biết cụ thể các biện pháp an ninh được trang bị cho chiếc xe, nhưng có nói rằng thông thường thì hàng hóa được vận chuyển trong một chiếc xe tải chống đạn, được trang bị hệ thống theo dõi vệ tinh và camera phức tạp. Những người bảo vệ có vũ trang và lộ trình được giữ bí mật. Thứ hai, liệu có phải những tên trộm đã biết trước về những thứ có giá trị bên trong hay không? Cục trưởng Cục Tội phạm Cảnh sát trưởng của quận Los Angeles cho rằng hẳn phải có tay trong hoặc những tay trộm đã trà trộn vào nội bộ từ trước. Còn Mileski cho biết xe chở đồ quý hiếm trong bình thường nhưng việc có bảo vệ được vũ trang sẽ là dấu hiệu cho những tay trộm biết đây không phải là một chiếc xe bình thường. Thứ ba là giá trị thực của số tài sản bị lấy trộm, tại sao có sự dao động lớn đến như vậy? Theo trang The Drive, vấn đề nằm ở bảo hiểm, Brandy Wanson, giám đốc của triển lãm trang sức và đạo quý quốc tế cho biết rằng, khách hàng không thể bảo hiểm đầy đủ cho mọi tài sản của họ khi di chuyển giữa các triển lãm, có nghĩa là con số được đưa ra ban đầu đại diện cho giá trị hàng hóa không được bảo hiểm chứ không đại diện cho tổng giá trị đích thực. Đó là chưa kể số tài sản quý giá bị mất có thể khiến một số cơ sở kinh doanh lao đao đến mức bên bờ vực phá sản cũng như vấn đề sức khỏe của các nạn nhân theo Duke. Thành phố New York đề nghị WHO đổi tên bệnh đậu mùa khỉ. Thành phố New York ghi nhận số ca bệnh đậu mùa khỉ nhiều nhất nước Mỹ, đề nghị WHO đổi tên căn bệnh vì lo ngại nó khiến bệnh nhân mặc cảm. "Chúng tôi ngày càng lo ngại về hiệu ứng mang tính tiêu cực và kỳ thị mà cái tên virus đậu mùa khỉ có thể ảnh hưởng tới cộng đồng dễ tổn thương", Ashwin Versan, ủy viên y tế của thành phố New York đã viết trong thư gửi cho tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Vacel đã nhắc đến việc who vào tháng trước cũng đề nghị đổi tên virus đậu mùa khỉ. Ông đề cập những thuật ngữ như đậu mùa khỉ bắt nguồn từ lịch sử phân biệt chủng tộc đầy đau thương đối với cộng đồng da màu. Ông chỉ ra căn bệnh thực chất không bắt nguồn từ khỉ mà được đặt tên do các nhà khoa học xác định virus qua nghiên cứu khỉ trong phòng thí nghiệm. Và Sen cũng nói về những tác động xấu vì thông tin sai lệch trong thời điểm đại dịch HIV mới xuất hiện cũng như nạn phân biệt chủng tộc mà cộng đồng châu Á phải đối mặt đối với COVID-19. 19 New York ghi nhận số ca bệnh đậu mùa khỉ gia tăng và là thành phố có ca nhiễm nhiều nhất nước Mỹ với 1.092 ca bệnh tính đến ngày 26 tháng 7 WHO vào cuối tuần trước đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu Tiếp tục sử dụng thuật ngữ bệnh đậu mùa khỉ để mô tả đợt bùng phát hiện nay có thể khơi lại cảm giác đau thương về phân biệt chủng tộc và kỳ thị đặc biệt đối với người da đen và người mang màu da khác cũng như các thành viên trong cộng đồng LGBTQ khiến họ tránh tìm kiếm trợ giúp y tế liên quan đến căn bệnh này. Vincent đã chia sẻ. Hãng dược phẩm Teva dự định chi hơn 4 tỷ đô la để chấm dứt các vụ kiện tại Mỹ. 4,35 tỷ đô la, đây là khoản tiền mà hãng dược phẩm quốc tế Teva đề nghị chi trả để dàn xếp hàng ngàn vụ kiện liên quan đến bê bối thuốc giảm đau gây nghiện của nhóm opioid tại Mỹ. Trong khoản tiền trên, Teva sẽ trả tới 3,7 tỷ đô la tiền mặt cho các chính quyền tiểu bang và địa phương của Mỹ trong vòng 13 năm, cùng với khoản đóng góp trị giá 1,2 tỷ đô la cho thuốc naloxone điều trị quá liều opioid. Hãng cũng sẽ bồi thường khoảng 100 triệu đô la cho các bộ lạc người Mỹ bản địa và trả phí luật sư cho các tiểu bang, chính quyền địa phương và bộ lạc. Số tiền mặt mà Teva đã đồng ý chi trả lần này cao hơn mức mà giám đốc điều hành của hãng này là Casio đề nghị vào tháng 5. Vào thời điểm đó thì ông Show đã nói với các nhà phân tích rằng Ông dự kiến công ty sẽ trả khoảng 2,6 tỷ đô la tiền mặt và thuốc để dàn xếp vụ kiện trên toàn quốc. Người đứng đầu cơ quan tư pháp tiểu bang Iowa, Tom Mueller, gọi đây là một bước đi quan trọng khác trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng thuốc giảm đau gây nghiện nhóm opioid. Ông nêu rõ là chúng tôi kỳ vọng những khoản tiền này sẽ tạo ra sự khác biệt đáng kể trong việc ngăn ngừa sử dụng opioid quá liều, gây tử vong và điều trị chứng rối loạn nghiện opioid đề nghị giàn xếp của teva vẫn cần được đủ số lượng chính quyền tiểu bang và địa phương đồng ý chấp nhận các điều khoản teva đã đồng ý giàn xếp với tiểu bang west virginia texas Florida, Rhode Island và Louisiana. Giá trị của những khoản tiền bồi thường đó sẽ được tính trong khoản chi trả tiền mặt 3,05 tỷ đô la được đề nghị. Tiểu bang New York sẽ không tham gia việc dàn xếp này và sẽ tiếp tục cuộc chiến pháp lý chống lại Teva. Các loại thuốc giảm đau gây nghiện opioid được cho là có liên quan đến cái chết của hơn 500.000 người vì dùng thuốc quá liều tại Mỹ trong khoảng 20 năm qua. Chỉ tính riêng năm 2021, con số trên là hơn 80.000

chính quyền các tiểu bang, thành phố và khu vực của Mỹ đã nộp hơn 3.000 đơn kiện cáo buộc các nhà sản xuất cũng như nhà phân phối opioid chủ đích dùng nhiều chiêu thức tiếp thị để khuyến khích kê đơn các sản phẩm của mình và che giấu các thông tin về khả năng thuốc gây nghiện. Tháng 4 vừa qua, Tổng thống Joe Biden đã công bố chiến lược nhằm chấm dứt tình trạng lạm dụng thuốc giảm đau nhóm opioid, trong đó có việc tăng tiền để thực thi pháp luật và tăng trừng phạt đối với các đối tượng buôn lậu thuốc quân đội mỹ đề phòng mọi tình huống nếu bà pelosi đến đài loan Ngũ Giác Đài đang chuẩn bị cho mọi tình huống nếu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đến Đài Loan. Nếu bà đến thăm Đài Loan, quân đội sẽ tăng cường điều động lực lượng và trang thiết bị trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Hiện chúng tôi không thể cung cấp thêm các chi tiết, nhưng các máy bay chiến đấu, tàu chiến, những trang thiết bị trinh sát và nhiều hệ thống quân sự khác dường như sẽ được dùng để cung cấp nhiều lớp bảo vệ chồng chéo cho chuyến bay của bà Pelosi tới Đài Loan và khi đã ở trên mặt đất. Các quan chức quân sự Mỹ đã nói với hãng tin AP, AP nhận định chuyến thăm dự kiến của bà Pelosi vào tuần này tới Đài Loan sẽ vượt qua các mức an ninh thông thường của những chuyến thăm đến địa điểm ít rủi ro hơn. Khi được hỏi về việc quân đội Mỹ sẽ có những hành động gì để bảo vệ bà Pelosi trong chuyến thăm Đài Loan sắp tới, chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley vào ngày 27 tháng 7 tuyên bố rằng còn quá sớm để thảo luận về bất cứ chuyến thăm cụ thể nào. Nếu có quyết định về việc bà Pelosi hay bất cứ ai đó đi lại mà họ yêu cầu cần sự hỗ trợ từ quân đội, chúng tôi sẽ làm những gì cần thiết để bảo đảm chuyến đi của họ sẽ an toàn, ông Milley đã nói. Tính từ Tòa Bạch Ốc, cuộc điện đàm giữa ông Biden và ông Tập Cận Bình sẽ bao gồm vấn đề Đài Loan và Ukraine. Các chủ đề thảo luận trong cuộc điện đàm sắp tới giữa Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sẽ bao gồm căng thẳng về Đài Loan và cuộc xâm lược của Nga tại Ukraine theo phát ngôn viên an ninh quốc gia của tòa bạch ốc john kirby dự kiến đôi bên cũng sẽ thảo luận về việc giải quyết sự cạnh tranh giữa hai nước trong cuộc điện đàm mà tổng thống joe biden loan báo sẽ diễn ra vào cuối tuần này đây sẽ là cuộc gọi thứ năm giữa hai nhà đứng đầu của hai đất nước ông kirby nói quyết định của ông joe biden về việc có dỡ bỏ thuế quan thương mại đối với hàng hóa trung quốc hay không dự kiến sẽ không diễn ra trước cuộc gọi Ông Biden và đội ngũ của mình đã tranh luận về việc liệu có nên dỡ bỏ một số thuế quan như một cách để thúc đẩy nền kinh tế Hoa Kỳ hay không. Ông Kirby nói rằng những vấn đề căng thẳng trong mối quan hệ này nhưng cũng có những lĩnh vực có thể hợp tác, chẳng hạn về biến đổi khí hậu. Vẫn theo lời của ông Kirby, tổng thống Joe Biden muốn bảo đảm rằng vẫn mở ngõ các kênh liên lạc với phía Trung Quốc. 10 thành phố đáng sống nhất thế giới năm 2022 Thứ nhất là Vienna của Áo. Vào năm 2021, thủ đô Vienna của Áo đã trượt khỏi top 10 nhưng năm nay đã lội ngược dòng và trở thành thành phố đáng sống nhất thế giới, đứng đầu bảng xếp hạng. Vienna gần như đạt điểm tuyệt đối với số điểm là 99,1 trên 100 với nhiều chỉ số tuyệt đối như là 100 cho mức độ ổn định, 96,3 về văn hóa và môi trường, 100 điểm về giáo dục và 100 điểm về cơ sở hạ tầng. Thứ hai là Copenhagen, Đan Mạch copenhagen hiện vị trí thứ hai trong danh sách thành phố này nhiều năm liền được bình chọn là một trong những thành phố đáng sống nhất châu âu không khí trong lành lối kiến trúc độc đáo và những món ăn hấp dẫn là những yếu tố giúp copenhagen trở nên nổi tiếng Thứ ba là Zurich của Thụy Sĩ và Calgary của Canada. Cùng nằm trong top 3 là hai thành phố Zurich và Calgary. Dù mật độ dân số khá đông là nơi có nền kinh tế năng động và phát triển, nhưng Calgary vẫn sở hữu môi trường sạch sẽ, trong lành. Zurich lại là nổi tiếng bởi khung cảnh thơ mộng, nhưng cũng không kém phần hiện đại bởi đây là trung tâm thương mại và văn hóa chính của Thụy Sĩ. Thứ năm là Vancouver của Canada. Là một đại diện khác của Canada nằm trong top 10 thành phố đáng sống nhất thế giới, Vancouver cũng là thành phố đầu tiên nằm trong bảng xếp hạng này trong 5 năm liền. Geneva của Thụy Sĩ. Thụy Sĩ là quốc gia duy nhất ở châu Âu có hai thành phố lọt thấp 10, xếp sau Zurich và Geneva. Thành phố này nổi tiếng bởi sự yên bình, không gian sống trong lành và nhiều công trình kiến trúc lâu đời. Geneva còn được mệnh danh là thánh địa du lịch của Thụy Sĩ và là thủ đô hòa bình của thế giới. Thứ bảy là Frankfurt của Đức. Trung tâm tài chính này là thành phố duy nhất của Đức nằm trong thấp 10. Thành phố này còn nắm giữ vị trí quan trọng trong nền tài chính của thế giới. Bên cạnh đó, môi trường giáo dục ở Frankfurt cũng rất tốt. Thành phố này có nhiều trường đại học danh tiếng, thu hút hàng ngàn du học sinh từ khắp nơi tới học tập và sinh sống. Toronto, Canada được mệnh danh là thành phố công nghệ của Canada, nơi đây tập trung nhiều ngân hàng, công ty môi giới dịch vụ và sàn chứng khoán. Đây là một thành phố năng động, đa văn hóa và đa sắc tộc. 50% người dân Toronto là người nhập cư từ khắp nơi trên thế giới. Thứ chín là Amsterdam, Hòa Lan. Thủ đô của Hòa Lan nằm ven sông Amstel, mang nét đặc trưng của một đô thị châu Âu cổ kính và là một trong những hải cảng lớn nhất trên thế giới. Thành phố này cũng sở hữu một số trung tâm thương mại bậc nhất của châu Âu. Thứ 10 là Osaka của Nhật Bản và Melbourne của Australia. Vào năm 2021 thì Osaka đứng vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng. Tuy nhiên năm nay, trung tâm kinh tế lớn thứ hai của Nhật Bản đã tuột xuống hạng 10. Osaka sở hữu nét kiến trúc độc đáo với nhiều điểm thu hút đông đảo du khách mỗi năm melbourne tuột xuống một bậc so với năm trước là thành phố nữ hoàng của australia đây là thiên đường lễ hội văn hóa giáo dục và kinh tế bản xếp hạng các thành phố đáng sống nhất thế giới của economist intelligence unit được công bố thường niên, năm nay tổ chức này đánh giá 172 thành phố dựa vào hơn 30 yếu tố, trong đó chia làm 5 nhóm chính là sự ổn định, chăm sóc sức khỏe, văn hóa và môi trường, giáo dục và cơ sở hạ tầng. Ba cảng ở Hắc Hải Ukraine khôi phục lại hoạt động. Thông báo được Hải quân Ukraine đăng trên mạng xã hội nêu rõ hoạt động tại các cảng Odessa, Chernomorsk và Pidani đã được khôi phục theo thỏa thuận. Theo đó, thì hoạt động xuất khẩu được nối lại, các tàu hàng sẽ được hộ tống khi ra vào các cảng. Hiện Hải quân Ukraine vẫn đang xác định các lộ trình an toàn. Nga và Ukraine đều là những nhà xuất khẩu nông sản hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, kể từ khi xung đột nổ ra hồi cuối tháng 2, hoạt động xuất khẩu ngũ cốc từ Ukraine đã bị gián đoạn nghiêm trọng do các cảng bị phong tỏa và nguy cơ từ những thủy lôi rải dưới hắc hải. Và hồi tuần trước, Kiev và Moscow đã đồng ý một cơ chế với sự bảo trợ của Thổ Nhĩ Kỳ và Liên hợp quốc cho phép nối lại hoạt động xuất khẩu lương thực từ ba cảng của Ukraine sau thời gian bị gián đoạn do ảnh hưởng của cuộc chiến. Ngày 25 tháng 7, phía Ukraine đã thông báo một số hoạt động xuất khẩu có thể được nối lại sớm nhất là trong tuần này, cũng trong ngày 27 tháng 7, Thổ Nhĩ Kỳ đã khánh thành trung tâm điều phối chung JCC tại thành phố Istanbul để giám sát việc khai triển quy trình vận chuyển ngũ cốc từ Ukraine. Phát biểu tại buổi lễ khánh thành, thì Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, ông Hulusi Akar cho biết công tác chuẩn bị đang được thực hiện để những chuyến tàu chở hàng đầu tiên có thể rời khỏi cảng Ukraine theo đúng thỏa thuận đã ký kết. Ông nêu rõ, JCC có chức năng bảo đảm cho việc vận chuyển thực phẩm từ ba cảng của Ukraine diễn ra an toàn. Pháp có thể cung cấp khí đốt cho Đức trong mùa đông nếu cần. Đức là nền kinh tế hàng đầu của châu Âu và là nhà nhập khẩu khí đốt lớn nhất của Nga đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi việc cắt giảm nguồn cung cấp kể từ giữa tháng 6 và đang chuẩn bị cho các kênh bản khác. Theo Reuters, vào ngày 27 tháng 7, các quan chức Bộ Năng lượng Pháp cho biết Paris có thể cung cấp cho Đức 20 terawatt giờ khí đốt, tương đương với 2% lượng tiêu thụ của Đức trong những tháng mùa đông nếu cần, trong bối cảnh cuộc xung đột ở Ukraine. Mối quan hệ bất ổn giữa châu Âu và Moscow kể từ khi Nga tấn công vào Ukraine đã cho thấy sự phụ thuộc của khói này vào khí đốt của Nga và làm dấy lên cuộc tìm kiếm ráo riết các nguồn năng lượng khác để mà thay thế. Theo thông tin của nhà điều hành đường ống dẫn khí Nord Stream 1, nguồn cung cấp khí đốt này đã được khôi phục vào sáng ngày 21 tháng 7 sau khi hoàn thành bảo trì đường ống. Nhà điều hành dự án công ty Nord Stream AG cũng xác nhận khôi phục cung cấp khí đốt qua đường ống, mặc dù khối lượng có giảm chỉ ở mức 30% so với mức tối đa, theo một cuộc khảo sát do tổ chức CV thực hiện cho báo Spiegel, gần 2 phần 3 số người Đức được hỏi lo ngại các hộ gia đình sẽ không có đủ khí đốt trong mùa đông lạnh giá sắp tới. Kết quả khảo sát cho thấy 63% số ý kiến được hỏi bày tỏ rất lo ngại hoặc khá lo ngại về nguồn cung cấp khí đốt cho các gia đình trong mùa đông tới, trong khi chỉ có 26% có ý kiến ngược lại. Đặc biệt, theo khảo sát, số phụ nữ lo ngại nguy cơ thiếu khí đốt trong mùa đông nhiều hơn so với nam giới, với tỷ lệ tương ứng là 67% và 58%. Bộ trưởng Kinh tế Liên bang Đức Robert Habeck đã kêu gọi tiết kiệm năng lượng trong bối cảnh hiện nay, đồng thời cảnh báo về khả năng thiếu khí đốt vào mùa đông. Nhưng theo ông, trong trường hợp như vậy, trái với các ngành công nghiệp, người tiêu dùng tư nhân và các cơ sở hạ tầng quan trọng vẫn cần được bảo vệ đặc biệt. Tin từ London, Anh Quốc, chồng trồng cần sa trong tiệm neo của vợ. Một người đàn ông gốc Việt 65 tuổi tên Hắc Nguyễn đã trồng 51 cây cần sa bất hợp pháp bên trong một căn nhà ở North London. Ông này không có tiền sử phạm tội. Hắc Nguyễn đã bị bắt sau khi cảnh sát đột kích một tiệm nail trên đường Watford Way ở Mill Hill, nơi cảnh sát tìm thấy 51 cây cần sa và một lượng lớn chất cấm. Xuất hiện tại tòa án Harrow Crown Court vào ngày 26 tháng 5, ông Hắc Nguyễn không bị bỏ tù khi thẩm phán hỏi luật sư của ông. Bị cáo dường như đã quá lớn tuổi để để ngồi tù đúng không? Ông Nguyễn trước đây sống ở Việt Nam, ông bị bắt vào ngày 30 tháng 3 năm 2022 sau khi cảnh sát Metropolitan tiến hành một lệnh khám xét chất cấm tại tiệm neo. Lúc đó thì không có ai tại tiệm neo này, sau khi tìm kiếm khắp ngôi nhà 3 tầng, cảnh sát đã phát hiện 51 cây cần sa và các dụng cụ dùng để sử dụng chất cấm cũng như thiết bị trồng trọt. Trên sàn nhà cũng có hai túi cần sa nặng khoảng 800 gram. Công tố viên Emma đã cho biết, ngôi nhà đã bị câu trộm điện để phục vụ cho việc trồng cần sa và sản xuất cần sa. Nguyễn đã đi đến tiệm neo và cố gắng mở cửa, nhưng mở cửa không được vì cảnh sát đã ngắt điện. Khi mà cảnh sát truy vấn thì Nguyễn đã khai rằng mình là nhân viên xây dựng và đến sửa tiệm theo yêu cầu của chủ nhà. Nhưng sau khi kiểm tra điện thoại của Nguyễn, cảnh sát nhìn thấy những ảnh chụp màn hình các giao dịch mua bán thiết bị trồng trọt. Nguyễn cũng từng gửi đi một tin nhắn với nội dung, hôm nay chỉ còn 6 gói. Khi bị cảnh sát thẩm vấn, Nguyễn lại thay đổi lời khai của mình và nói rằng mình đang làm việc tại tiệm neo của vợ. Nguyễn từng phạm một tội nhỏ vào những năm 1980, ngoài ra thì không có tiền án nào đáng kể. Bị cáo còn là người chăm sóc duy nhất cho cô con gái bị khuyết tật nặng. Vì vậy, thẩm phán trước Bald đã nói là bị cáo có vai trò đáng kể trong hoạt động sản xuất cần sa này, nhưng rõ ràng bên trên bị cáo còn có những băng nhóm tội phạm lớn hơn. Đây là một vụ án phức tạp, rõ ràng điện đã bị câu trộm để tránh phải đóng một khoản hóa đơn khổng lồ cho mục đích thắp sáng và tạo nhiệt. Những tin nhắn chứng minh bị cáo chịu trách nhiệm, câu trộm điện và có vai trò quản lý trại cần sa. Tuy nhiên bị cáo đã quá lớn tuổi để phạm tội. Thẩm phán nói tiếp, Nguyễn lẽ ra sẽ bị giam 10 tháng tù, nhưng thẩm phán đã đổi thành 2 năm tù treo. Xét tới nhân thân tốt và bị cáo còn phải chăm sóc con gái tật nguyền và không biết nói tiếng Anh. Một người lớn tuổi như bị cáo đã gặp rất nhiều khó khăn, bị cô lập trong suốt 2 tháng tạm giam chờ xét xử. Ông Nguyễn đã bị kết án tội sản xuất cần sa với ý định buôn bán, tội tàn trữ chất cấm và câu trộm điện. Đóng giả Sugar Daddy để lừa nhiều cô gái ở Singapore. Chưa đầy một năm sau khi mãn hạn tù, tân Chip Hot đã đóng giả danh nhân, nhân giàu có để lừa đảo 10 nạn nhân, trong đó có 3 cô gái 17 tuổi. Tân Chip Hot, 49 tuổi, nhận 7 tội danh lừa đảo liên quan dịch vụ không trung thực đe dọa và cố ý gây kinh động vào ngày 25 tháng 7. 13 tội danh khác sẽ được xem xét khi bị cáo trở lại để nghe tuyên án vào tháng 8, theo CNA. Phó công tố viên Eric Hu cho biết có 3 thiếu nữ nằm trong số 10 nạn nhân bị Tan lừa hơn 72.000 Singapore. Danh tính của họ được bảo vệ. Tan từng có tiền án về tội lừa đảo vào năm 2005 và 2013. Sau khi được ra tù vào năm 2020, anh ta nhắm nhiều mục tiêu là những nạn nhân mới nhất trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 8 năm 2021. Ten đã gặp khó khăn về tài chính và không bao giờ có ý định trả tiền cho nạn nhân. Thủ đoạn của anh ta là đóng giả một doanh nhân thành đạt trong ngành tài chính với thu nhập là 50.000 đến 60.000 đô la Singapore một tháng. Anh ta cũng lừa gạt rằng đang làm việc cho một doanh nghiệp gia đình. Ten đã ba hoa với các nạn nhân về việc đang sống trong một căn hộ chung cư có tài xế riêng và thường xuyên tặng cho bạn gái những món quà đắt tiền. Trên thực tế thì hắn ta thất nghiệp và từng làm công việc dọn dẹp với thu nhập. Dưới 2.000 đô la Singapore một tháng, Ten đã gặp nạn nhân 17 tuổi đầu tiên được xác định là V3 trong tài liệu của tòa án thông qua trang web rao vặt trực tuyến vào ngày 4 tháng 1 năm 2021 vì cần tiền trang trải học phí nên cô gái đã trả lời bài đăng của anh ta đề nghị tặng 5.000 tiền Singapore cho Sugar Girlfriend là bạn gái kiểu mà đổi tiền để lấy quan hệ tình dục sau khi đạt được mục đích Ten hứa hẹn cho V3 10.000 Singapore nhưng không có ý định trả mà còn mượn thêm cô 400 đồng Singapore. Bên cạnh đó, anh ta còn yêu cầu cô giới thiệu bạn bè cho mình. V4, một người mẹ đơn thân là nạn nhân 17 tuổi tiếp theo của Ten. Sau khi nói chuyện với V3, cô đã đồng ký quan hệ với lại Ten để nhận được 1.000 đô la Singapore. Họ gặp nhau vào ngày 8 tháng 1 năm 2021. Tương tự như V3 thì V4 không nhận được khoản chi trả. Sau đó thì V4 đã phàn nàn với V3 về sự chậm trễ và nói rằng cô thực sự cần tiền. V3 sau đó đã tự bỏ tiền túi ra trả cho bạn của mình vì nghĩ rằng sẽ được Ten trả tiền lại khi biết được điều này Ten tỏ ra khó chịu, anh ta đã gọi điện bắt V4 trả lại tiền cho V3 nếu không sẽ tra ra địa chỉ nhà để đến đánh cô và con trai. Hai cô gái đã nói chuyện và V4 đã trả tiền lại cho V3 để nhằm xoa so dịu Ten. Sau đó Ten đe dọa V3 rằng anh ta sẽ giữ lại các khoản chi trả trừ khi cô tìm được người khác làm sugar girlfriend cho mình. Trong lúc lo sợ thì V3 lại gọi một người bạn của mình là V5 nói rằng Ten sẽ trả 3.000 Singapore Dollar cho các dịch vụ tình dục. Nạn nhân thứ ba cũng đồng ý và cùng V3 đến gặp Ten vào ngày 13 tháng 1 năm 2021. Giống như hai người trước thì cô gái này cũng không nhận được khoản chi trả nào mà cô được hứa hẹn. Công tố viên nói rằng người đầu tiên không được hưởng lợi dưới bất cứ hình thức nào từ việc giới thiệu bạn bè cho Ten. Cả ba nạn nhân 17 tuổi chưa từng nhận được một đồng nào từ kẻ lừa đảo. Ten cũng không trả lại cho V3 số tiền không dưới 2.500 đô la Singapore mà cô đã cho anh ta mượn để chi tiêu cá nhân. Trong vòng 8 tháng đầu năm ngoái, thì Ten liên tục lừa tiền của nhiều phụ nữ trẻ. Ít nhất hai nạn nhân đã trình báo cảnh sát. Phó công tố viên hưu yêu cầu tòa án đánh giá mức độ phạm tội của Ten để chịu hình phạt gồm giam giữ 5 cho đến 14 năm tù dành cho người tái phạm và không được mãn hạn sớm. Trong khi đó, luật sư bào chữa cho hắn ta tin rằng thân chủ chỉ ngồi tù không quá 4 năm. Phía công tố viên nói rằng Tang có thể sẽ bị kết án tù hơn 10 năm vì không biết hối cải và tái phạm chưa đầy một năm sau khi mãn hạn tù vào năm 2020. Các phương thức lừa đảo của hắn ta cũng ngày càng tinh vi hơn. Tang cũng có thể bị buộc tội mua dâm trẻ vị thành niên nếu thực hiện đúng lời hứa trả tiền cho nạn nhân 17 tuổi để quan hệ tình dục, cái lừa đảo để có được dịch vụ này có thể bị bỏ tù tới 10 năm và phạt tiền. Hình phạt cho tội đe dọa có thể lên đến 2 năm tù giam, phạt tiền hoặc cả hai. Tội cố ý gây kinh động cho người khác có thể bị bỏ tù đến 6 tháng, phạt tiền lên đến 5.000 đô la Singapore hoặc cả hai. Từ Việt Nam, Sài Gòn muốn khách nhập cảnh phải khai báo y tế. Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị Bộ Y tế cho khai báo y tế với tất cả những người nhập cảnh tại cửa khẩu của thành phố nhằm sàng lọc sơ bộ với bệnh đậu mùa khỉ. Đề nghị này được Ủy ban nhân dân thành phố nêu lên trong công văn gửi cho Bộ Y tế vào ngày 27 tháng 7 nhằm phát hiện sớm trường hợp nghi ngờ mắc bệnh đậu mùa khỉ tại các cửa khẩu để truy vết điều tra và giải quyết không cho lây lan ra cộng đồng. Trường hợp mà người nhập cảnh khai báo có triệu chứng nghi ngờ thì sẽ được chuyển đến một khu vực riêng để khám và xét nghiệm biểu mẫu khai báo y tế dự kiến gồm các thông tin cá nhân và một số câu hỏi về sức khỏe như có tiếp xúc với người nghi mắc bệnh đậu mùa khỉ trong vòng 24 ngày qua hay không có biểu hiện sốt hay không có nổi hạch phát ban nổi mụn nước mụn mủ trên cơ thể bốn hôm trước đó thì tổ chức y tế thế giới who đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu về sự bùng phát của dịch bệnh này ở nhiều quốc gia Đến nay thì Việt Nam chưa ghi nhận bệnh đầu mùa khỉ nào, vẫn được xếp vào nhóm 1 là quốc gia chưa ghi nhận ca bệnh này trong vòng 21 ngày theo WHO. Khai báo y tế là một trong năm biện pháp phòng dịch được Bộ Y tế của Việt Nam khuyến cáo rộng rãi, đồng thời cũng được nhiều quốc gia trên thế giới áp dụng hơn 2 năm qua để phòng chống COVID-19. Đến ngày 27 tháng 4, Bộ Y tế đã dừng khai báo y tế đối với người nhập cảnh tại tất cả các cửa khẩu trong bối cảnh những ca bệnh và tử vong do COVID có xu hướng giảm trên toàn cầu cũng như ở Việt Nam. Rồi, tình chính đã hết, về tới phần tinh phụ nha. Hồng Loan. Thôi muốn bỏ chữ Hồng đi. Sao vậy? kỳ vậy, Loan à hả? <laughs> kỳ luôn. Hay là đổi tên đi, Bảo Loan, Bảo Loan, Hồng Lộc, <laughs> Kỳ. <cười> nó ông lộc bị la đó ừ. cái này là quý vị biết cái lộc với loan sau những cái cuộc mà nói chuyện căng thẳng quá thì lộc với loan cũng muốn tạo không khí thôi nhiều khi nó giỡn chơi cho vui có gì hơi bị lố quý vị bỏ qua giùm cho loan với lộc nha. rồi ok hôm nay lộc kể chuyện gì chuyện vui cái chuyện mới cho nghe chuyện mới hả ừ mới tình hy vọng vui ừ. Trong một đêm tầng hồn, khách khứa ra về hết. Trong buồn chỉ còn có hai vợ chồng, hai vợ chồng trẻ mà thôi. Thì uh, cùng nhau cầm ly rượu, uống uh, rồi là hợp cẩn, rượu hợp cẩn dao bôi đó. Thì uống nhau, chú rể nhìn cô dâu rất là say đắm và nói. Thôi, tụi mình bắt đầu với em. Cái cô dâu mới bản làng um, Sao gấp vậy anh? Còn, còn, còn sớm mà anh. Chú rể nôn nóng. Sớm cái gì mà sớm? Mười giờ rồi cô dâu bán lẻn lỡ mà có ai gõ cửa thì thì, thì thì kỳ chết anh ơi giờ này ai mà gõ cửa người ta biết mà nhanh lên đi em cái cô dâu mà nói vậy thì anh anh tắt đèn đi em 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 mắc cỡ lắm chú rể mới trốn mắt cái gì Là sao phải tắt đèn tắt đèn thì làm sao thấy đường đến tiền được em <laughs> làm tưởng rủ đi ngủ à, ngủ gì cái này quan trọng mà ông chú để nó đúng à tắt đèn đâu có thấy đường đâu cái quan trọng nhất của đêm tân hôn là gì đếm tiền có không ừ tiền. ủa nhớ mình đâu có vậy đâu ừ hát mà không có đếm tiền là tiền gửi tài khoản không à <laughs> ok ngày hôm nay lòng một lần kính gửi quý vị một số thông tin và nụ cười uh, nhỏ nhỏ kính chúc quý vị một ngày thật yên vui và tràn đầy hạnh phúc cảm ơn quý vị đã yêu thương để chia sẻ chương trình của lan và lộc và luôn luôn mong nhận được like share subscribe và view từ quý vị xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại chưa nghĩ là gì nghĩ là mà đến tiền thì đánh tiền cả ngày mà đi ngủ chứ bạn